phía sau người đàn ông. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời tỷ phú Lý Ngạn Hoành, CEO tập đoàn Baidu. Nhà tôi chỉ có một cô con gái được cưng chiều từ bé rồi. Giao phó cuộc đời nó cho một chàng trai trẻ chưa có gì ổn định, chúng tôi chưa được yên tâm lắm. Kìa bố, rồi tương lai của con sẽ thế nào đây? Ngày khi vừa biết con muốn kết hôn, bố mẹ đã phải lập tức sang Mỹ ngay đấy. Dạ thưa bác, bây giờ tuy cháu còn nghèo, nhưng cháu xin hứa nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không để Đông Mẫn phải khổ đâu ạ. Cậu lấy cái gì để đảm bảo điều đó đây? Đông Mẫn, con hãy sắp xếp đồ đạc theo bố mẹ về nước ngay đi. Con sẽ không đi đâu cả, con phải ở bên Ngạn Hoành. Con không nghe lời bố mẹ, sau này con sẽ phải hối hận đấy. Nó thích thì bà cứ cho nó làm đi, sướng khổ sau này thế nào nó sẽ tự chịu. Tôi với bà về nước ngay đi. Đông Mẫn, anh sẽ cố gắng để chứng minh cho bố mẹ thấy rằng sự lựa chọn này của em là đúng. Ông Mã có thư nha. Con gái của tôi, sao nó thiệt thòi đến như vậy chứ? Lễ cưới mà cổ bàn không có, đến cả chiếc váy cưới cũng không có nốt. Còn với chả cái, đám cưới của một đời con gái mà tổ chức qua loa, không cần sự có mặt của bố mẹ luôn. 2 năm sau, Ngạn Hoành, anh làm sao vậy? Đông Mẫn đấy à? Trời ơi, anh làm em sợ hết hồn à. Hôm qua anh về nhà hơi muộn, có lẽ do mệt quá nên anh chỉ ngủ quên trên xe một lúc. Dù có ham làm việc thế nào thì anh cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. Hôm qua anh muốn về nhà ngay để báo với em rằng anh vừa nhận được bằng sáng chế Hoa Kỳ. Hay quá, vậy là ước mơ của anh sắp trở thành hiện thực rồi. Tối nay chúng ta phải ăn mừng thôi. Dạ thưa sếp, phần mềm tìm kiếm của tôi có vấn đề gì sao? Theo xu hướng, chúng ta nên tập trung vào mảng nội dung web. Thay vì đi theo xu thế, sao chúng ta không tạo ra xu thế mới chứ? Tôi thấy cậu đã quá tự tin vào bản thân của mình rồi. Tôi không hề tự tin thái quá đâu. Việc làm những sản phẩm mà có quá nhiều người làm mới là một sai lầm lớn. Nếu cậu cố chấp theo đuổi dự án này, cậu có thể lựa chọn giữa việc ra đi hay ở lại công ty tôi. Anh ta vừa chọc tức giám đốc đấy. Ôi trời ơi, có mỗi cái bằng sáng chế mà anh ta lại tưởng như mình là thiên tài vậy. Ngạn Hoành, em nghe nói dự án của anh không được sếp đồng ý hả? Anh có nghĩ đến chuyện chúng ta nên tự lập công ty riêng của mình hay không? Hiện chúng ta đã có công việc với mức thu nhập tốt, anh không thể liều lĩnh đánh cược tất cả chỉ để thỏa mãn ước mơ của mình được. Em chỉ tiếc cho ước mơ của anh thôi. Hôm nay, một công ty phần mềm Microsoft vừa ra mắt một chương trình mới. Anh ấy cứ nói không sao, nhưng chắc chắn rằng anh ấy đang rất buồn khi bao nhiêu tâm huyết của anh không được chào đón. Mình phải làm gì đây? Đông Mẫn, đang làm gì vậy? Em phải phá hết vườn rau này. Chuyện gì xảy ra với em vậy? Em hãy mau vào nhà đi, trời mưa rồi. Không, em phải phá sạch vườn rau này, chứ không thể để chúng phá hủy anh được. Em không thể để anh là một nông dân ở California được. Đồng Mẫn, anh chỉ là đang cần thời gian để nghỉ ngơi thôi. Anh đang nghỉ ngơi hay anh đang cố trốn tránh chính bản thân của mình? Anh đã nói rồi, anh không thể đánh cược tất cả cuộc sống đang khó vì nó đâu. Nếu anh thất bại, em sẽ phải chịu khổ, em có hiểu không? Anh chưa làm thì làm sao biết anh sẽ thất bại chứ? Ngạn Hoành à, đừng để mọi thứ trôi qua, mà sau này mình phải hối tiếc.
vì đã không sống hết mình cho điều mình muốn. Nếu cô ấy không sợ phải làm vợ một kẻ thất bại thì sao mình lại phải sợ đối mặt với sự thay đổi chứ? Cô ấy đã tin mình và vẫn luôn tin mình như vậy cơ mà. Trung Quốc năm 2005. Tính đến tháng 3 năm 2010, giá trị Baidu ước đạt hơn 15 tỷ đô la, giúp CEO Lý Ngạn Hoành trở thành một trong những người giàu nhất Trung Quốc. Thật ra tôi không phải là một người thích mạo hiểm, nhưng trong cuộc phiêu lưu để đạt tới thành công ngày hôm nay, vợ tôi vẫn luôn là người đẩy tôi tiến về phía trước. Vì cô ấy tin tôi và đánh thức tôi hãy dũng cảm tin vào ước mơ của mình. Đồng Mẫn, cảm ơn em vì tất cả. Nếu em không sớm hát vườn rau thì có lẽ thay vì đứng đây là CEO, anh đã trở thành một nông dân California thực thụ rồi. Tìm bố cho con. Haru là một bà mẹ đơn thân. Cô sống với con gái tên là Masa, 6 tuổi, tại một thị trấn nhỏ Nhật Bản. Mẹ Haru cũng sống gần nhà con gái. Thì thoảng, bà sang dọn dẹp nhà cửa giúp Haru. Trời ơi, vở của con bé Masa, sao nó lại xé ra và vứt lung tung thế này? Con bé Masa lại xé vỡ hả mẹ? Có chuyện gì với con bé thế con? Từ khi các bạn trong lớp biết rằng con bé không có bố, nên đã trêu chọc Masa khiến con bé như vậy. Con là chuyên gia tâm lý cho trẻ cơ mà. Sao có thể để con bé Masa bị khủng hoảng đến thế này cơ chứ? Con phải làm gì đó giúp con bé đi chứ. Vâng, con sẽ có cách thôi mẹ ạ. Vậy là Haru đã quyết định tới công ty thuê người để thuê cho Masa một người bố. Chào chị, tôi là Nioko. Tôi sẽ là người phụ trách hợp đồng thuê người của chị. Anh sẽ là người đóng bố của con gái tôi. Vâng, tôi sẽ bắt đầu công việc từ tuần sau nha. Mẹ đã nói nhiều lần với con là bố đi công tác ở nước ngoài từ ngày con còn bé xíu. Con đã không tin. Giờ thì bố về thật rồi. Bố xin lỗi Masa. Thời gian qua bố bận việc ở nước ngoài quá, bố không về gặp con được. Masa tha lỗi cho bố nha. Bố đã về rồi. Từ nay các bạn sẽ không trêu chọc con được nữa. Nhìn kìa, bố của Masa đấy. Thì ra bố bạn ấy đi nước ngoài về thật. Từ hôm đó, cứ mỗi tháng Nioko lại ghé thăm Masa 2 lần theo hợp đồng. Haru giải thích với con gái rằng Nioko làm việc ở xa, chỉ có thể thỉnh thoảng về thăm cô bé. Masa không nghi ngờ gì và cô bé cảm thấy rất hạnh phúc từ khi có bố. Thời gian thấm thoát đã 5 năm trôi qua, Nioko vẫn cần mẫn làm người bố giả của Masa và tới thăm hai mẹ con Haru theo đúng hợp đồng. Trời ơi, mẹ ớn rồi, con phải làm gì bây giờ? Masa. Mẹ ơi. Em dậy rồi à? Em thấy trong người thế nào rồi? Sao anh lại ở đây? Tháng này anh đã tới đủ 2 lần như hợp đồng rồi mà. Em nói nhỏ thôi, kẻ con bé Masa nghe thế. Masa đã gọi cho anh. Con bé nói rằng em đang ốm, mà ông bà ngoại thì lại đang ở xa. Người đàn ông này thật ấm áp. Giá như anh Nioko này, gia đình anh hạnh phúc chứ? Cũng như bao gia đình khác thôi. Con gái anh cũng dễ thương như Masa vậy. Anh chuẩn bị đi đây. Masa đâu rồi? Anh cần phải chào tạm biệt con bé đã. Giá mà anh có thể đến đây nhiều hơn, bởi vì con bé Masa rất nhớ anh, và cả em cũng nhớ anh nữa. Haru à, em nói thế có nghĩa là... Chả nhẽ suốt 5 năm qua anh không có chút tình cảm nào dành cho em sao? Thật ra thì anh nghĩ là chúng ta không nên. Anh còn gia đình nữa. Em xin lỗi,
chỉ là em... em ngốc quá đúng không? Thực ra anh... Vâng, không sao đâu, anh đi đi. Haru à, anh xin lỗi. Anh có biết anh quan trọng với mẹ con em như thế nào không? Anh biết, anh sẽ thường xuyên tới đây với hai mẹ con em, anh hứa. Kể từ đó, Miyoko chẳng còn bận tâm tới bản hợp đồng. Anh thường xuyên ghé thăm hai mẹ con bất kể lúc nào. Haru vô cùng hạnh phúc. Cho tới một hôm, Haru có chuyến công tác tới thành phố nơi Miyoko đang sinh sống. Trong chuyến công tác của mình, Haru được mời tới một buổi hội thảo để chia sẻ với các phụ huynh và học sinh về tâm lý của trẻ trong lứa tuổi vị thành niên. Nhưng trong suốt buổi hội thảo, cô nóng lòng chờ tới tối để được gặp Miyoko như đã hẹn. Trời ơi, buổi hội thảo kéo dài hơn mình tưởng. Mình hẹn anh Miyoko đi ăn tối. Miyoko đã đến. Cô là chuyên gia tâm lý Haru phải không ạ? Cháu là Natashi. Cô ơi, cháu rất cần cô giúp cháu lúc này. Ờ, có chuyện gì thế? Sao cháu lại tới đây? Cháu có dự buổi hội thảo lúc chiều của cô. Cháu theo cô về đây vì cháu nghĩ cô là chuyên gia tâm lý, cô sẽ giúp được cho cháu. Cháu hãy kể cho cô nghe xem có chuyện gì nào. Thời gian gần đây, cháu không muốn sống nữa. Trời ơi, cháu kể xem có chuyện gì với cháu cho cô nghe đi. Gia đình cháu chắc là sẽ tan vỡ. Thời gian gần đây, bố cháu rất ít khi về nhà. Bố cháu cũng không còn quan tâm tới cháu nữa. Natashi, chuyện này... Cháu nghe bố mẹ cháu nói chuyện thì hình như bố cháu có người khác. Nếu bố mẹ cháu ly hôn, cháu có mặt trên đời này cũng thật vô nghĩa. Natashi, cháu không được nghĩ lung tung như vậy. Cô cần phải nói chuyện với bố mẹ của cháu. Anh Miyoko, anh đợi em một lát nha. Tại vì đang có một vị khách, cô bé. Bố, sao bố lại tới đây? Natashi, đây là... Còn con, Natashi, sao con... Bố biết con ở đây và tới đón con phải không bố? Ờ, đúng rồi, bố... Miyoko, hóa ra cô bé này là con gái của anh ư? Vậy thì anh nên đưa con bé về đi. Natashi, gia đình cháu sẽ hạnh phúc trở lại. Cô hứa sẽ giúp cháu việc này. Haru nhận ra mình chính là nguyên nhân khiến gia đình của Miyoko rạn nứt. Vì muốn cho Masa có một gia đình trọn vẹn đầy đủ cả cha lẫn mẹ, suýt nữa cô đã cướp đi người cha của một cô bé khác. Haru lặng lẽ trở về và thanh lý hợp đồng với công ty thuê người. Mẹ ơi, bố Miyoko không phải là bố ruột của con. Chỉ là mẹ đã thuê bố ở công ty thuê người hả? Mẹ xin lỗi Masa, con buồn lắm phải không? Không, mẹ đừng khóc. Con đã có bố trong 5 năm rồi. Dù là ngắn ngủi nhưng con đã rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ có mẹ. Con yêu mẹ. Hy sinh của vợ. Người vợ ân tình. Chưa thấy tài tử Lục Kỳ, mọi người đồn rằng năm nay anh ấy sẽ đạt giải diễn viên chính xuất sắc nhất đấy. Ê, chưa biết được, nhưng nghe nói hôm nay anh ấy sẽ tới đây cùng vợ. Vợ của Lục Kỳ ư? Chưa bao giờ vợ của anh ấy xuất hiện trước công chúng. Anh ấy đẹp trai và tài năng thế, chắc là vợ phải xinh đẹp lắm. Nè nè nè, sẽ có Lục Kỳ tới. Mau mau mau, tài tử Lục Kỳ đến rồi kìa. Vợ Lục Kỳ đây ư? Nhan sắc của cô ấy... Tôi cũng tưởng vợ anh ấy phải đẹp lắm. Vậy mà... Xôn xao nhan sắc không mấy tương xứng của vợ tài tử Lục Kỳ. Lộ diện nhan sắc tầm thường của vợ nam thần Lục Kỳ. Em là chiếc áo này cho anh rồi.
anh thay đi, còn tới buổi họp báo, kẻo mọi người đợi. Anh có trợ lý làm những việc này, em đâu cần phải vất vả thế. Em muốn được chăm sóc cho chồng em mà. À mà, hôm nay báo chí đưa tin, lần sau em không nên tới những nơi như thế để làm anh xấu hổ nữa. Anh không hề xấu hổ, anh luôn tự hào về em. Anh luôn muốn đi cùng em từ lâu rồi, chỉ tại em từ chối đấy chứ. Dạ, tài tử Lục Kỳ, tôi là phóng viên của báo Đời Sống, xin được hỏi thẳng thắn. Anh là một tài tử thành danh khá sớm, vậy tại sao lại chọn một người vợ nhan sắc tầm thường như thế ạ? Sao lại hỏi thế? Ai cũng biết, nhưng đó là việc riêng của anh ấy mà. Không sao đâu, cảm ơn bạn đã hỏi câu hỏi này. Lâu nay tôi vẫn muốn kể một câu chuyện về một người phụ nữ. Cô ấy là vợ tôi, Tiểu Mẫn. Khi đó tôi là một cậu sinh viên mới ra trường, chật vật tìm đủ cách để được nhận một vai diễn phụ mà không được. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn, tôi phải đi làm thuê đủ nghề để kiếm sống. Rồi một ngày... Gì chứ? Tiểu Mẫn, em họ cậu muốn giới thiệu tớ với nhà sản xuất à? Cô ấy cũng học cùng trường mình đấy. Nhưng sao chúng ta vài khóa, cô ấy nói từng xem cậu biểu diễn văn nghệ ở trường rồi, thấy cậu đang muốn tìm vai diễn nên muốn giúp. Tiểu Mẫn, cảm ơn em đã giới thiệu anh với nhà sản xuất. Họ đồng ý sẽ cho anh thử vai rồi. Chúc mừng anh, sẽ là vai chính phải không? Ừ, công này là của em. Để cảm ơn em, anh mời em đi ăn tối nha. Không cần phải cảm ơn em đâu. Em nhận lời đi, anh không muốn cảm giác nợ người khác đâu. Dạ được. Anh nhường cho em chọn nhà hàng và món ăn mà em thích nha. Tiểu Mẫn chọn nhà hàng sang trọng quá. Số tiền này sợ không đủ cho bữa ăn. Tiểu Mẫn đang đợi ở trong rồi, chả nhẽ mình lại đi về. Lát nữa nếu mình không đủ tiền trả thì phải làm sao đây? Mình không quen nhà hàng này, liệu họ có cho nợ không? Anh Lục Kỳ, anh ăn đi chứ. Em cũng ăn đi. Anh ăn xong chưa? Anh xong rồi. Còn em có muốn gọi thêm gì không? Dạ không ạ, em cũng xong rồi. Em ơi, cho anh thanh toán. Dạ vâng ạ. Hết chuyện này thôi hả? Dạ vâng ạ. May quá, mình cứ nghĩ là không đủ tiền, hóa ra nhà hàng này không đắt như mình tưởng. Từ sau lần đó, mỗi khi tiếp khách, tôi đều tới nhà hàng này. Tôi không ngờ ở giữa thành phố phồn hoa, một nhà hàng sang trọng với nhiều món ăn ngon như vậy mà giá cả lại rẻ đến thế. Cho tới một ngày... Lục Kỳ, bối cảnh sắp tới là ở nhà hàng đấy nhé. Mình biết rồi. À mà nè, hôm nọ sinh nhật bà xã, cậu giới thiệu cho mình nhà hàng Hồng Lâu. Công nhận là rất ngon, nhưng đồ ăn thì đắt quá. Mình mà biết đắt như vậy thì không dám đến đâu. Sao lại đắt? Giá rẻ như nhà hàng bình dân mà. Hóa đơn mình vẫn còn giữ đây này. Cậu đại gia từ bao giờ mà kêu giá bình dân chứ? Sao lại như vậy chứ? Mình tới đây ăn biết bao nhiêu lần rồi, không bao giờ họ lấy giá cao như thế này. Cậu cho mình mượn tờ hóa đơn này nha. Mình sợ rằng họ có sự nhầm lẫn nào đó. Các bạn làm ăn kiểu gì thế này? Tôi giới thiệu bạn của mình tới đây, nhưng lại tính giá cho cậu ấy nhiều gấp 3 lần bình thường. Chả nhẽ tất cả các món hôm đó tăng giá đột xuất à? Dạ không phải. Thôi thì tới nước này chúng em xin nói thật. Thực ra giá trong hóa đơn này là mới là giá chính xác của nhà hàng ạ. Vậy từ trước tới nay tôi ăn ở nhà hàng này với giá rẻ hơn rất nhiều là như thế nào? Dạ là do chị Tiểu Mẫn đã dặn trước à. Chị Tiểu Mẫn là khách quen của nhà hàng này từ lâu. Chị ấy nói mỗi khi anh tới nhà hàng ăn thì tính giá cho anh rẻ bằng 1/3 thôi. Số tiền còn lại chị ấy sẽ trả. Em coi thường anh không có tiền phải không? Không, em chưa bao giờ coi thường anh hết. Buổi đầu tiên đi ăn cùng anh, em đã định chọn nhà hàng khác. Nhưng em cũng muốn anh tới Hồng Lâu để thưởng thức, vì món ăn ở đó rất là ngon. Để anh không phải suy nghĩ chuyện tiền ăn
nên em đã dặn nhà hàng. Không ngờ từ sau buổi đó, anh lại thích nhà hàng đó và thường xuyên tới, cho nên em... Anh hiểu rồi. Anh cảm ơn em. Giờ anh đã được nhận vai diễn rồi. Anh sẽ cố gắng có tiền để sau này mời em một cách đàng hoàng nha. Sau đó, vai diễn của tôi thành công. Con đường sự nghiệp của tôi đi lên từ đó. Tôi tự nhủ lòng, người con gái tinh tế như Tiểu Mẫn, tôi có thể tìm thấy được ở đâu nữa không? Khi bắt đầu nổi tiếng, tôi đã cầu hôn Tiểu Mẫn. Cô ấy đúng là tuyệt vời thật mà. Sau này, cũng có lúc tôi thất bại, nhưng Tiểu Mẫn luôn bên cạnh giúp đỡ và động viên. Chưa khi nào cô ấy bỏ cuộc, tôi có được ngày hôm nay là nhờ Tiểu Mẫn. Tôi luôn tự hứa sẽ yêu và chung thủy với cô ấy suốt đời. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời của diễn viên Hồng Kông nổi tiếng một thời Lương Gia Huy. Trải qua 31 năm hôn nhân, Lương Gia Huy vẫn luôn chung thủy với vợ, dù bao bóng hồng xinh đẹp lướt qua cuộc đời. Sau cơn mưa. Giám đốc Đỗ Thành Quân, xin anh bớt chút thời gian ạ. Xin anh chia sẻ về giải thưởng doanh nhân trẻ tài năng ạ. Mà chị nhà sao không ra đón anh ạ? Đúng vậy, có chồng tài năng nhận giải thưởng vinh dự thế này mà. Thưa mọi người, tập đoàn WT chúng tôi đang sắp xếp họp báo để giám đốc Quân có thể trả lời phỏng vấn sớm nhất. Bây giờ chúng tôi xin phép. Em vất vả rồi. Được làm việc cùng anh là vinh dự của em. 8 giờ sáng mai, anh sẽ chủ trì cuộc họp quan trọng. Tài liệu em đã gửi vào mail cho anh rồi đó. Anh cảm ơn em. Anh đổi giờ bay mà không báo trước để em ra đón. Tại đổi giờ đột xuất quá mà. Chị nhà hẳn phải là người vợ lý tưởng lắm. Anh vào rửa ráy rồi ra ăn cơm luôn, không bị đói. Có món nem rán mà anh thích đây nè. Anh mệt lắm nên cần nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tập đoàn sẽ làm tiệc chiêu đãi, được cả bà xã đến tham dự đấy nha. Dạ, em cảm ơn chủ tịch ạ. Anh dùng một ly cà phê nhé, trông anh có vẻ rất mệt. Anh đang nghĩ vụ chiêu đãi ngày mai ấy mà. Vợ anh có bao giờ đi sự kiện gì đâu, suốt ngày quanh quẩn bếp núc. Thì anh cứ đưa chị đến đi, em sẽ trang điểm cho chị lộng lẫy nhất buổi tiệc. Được thế thì tốt quá rồi. Lâu rồi không đi giày cao với mặt váy bó sát thế này, em thấy không thoải mái. Cô làng thư ký của anh đi giày cao suốt có sao đâu, anh thấy rất nữ tính. Em cũng nên thay đổi ngoại hình một chút đi. Anh nói vậy là... Không có gì đâu, anh có việc gấp phải đến công ty ngay. Tiệc vẫn diễn ra đúng 10 giờ, có gì anh sẽ alo em nha. Lịch họp báo hoãn lại rồi, hay là anh về đón chị nhà đi, mưa gió thế này. Vợ anh đi taxi rồi. À, Lan đến chưa các em? Dạ chưa, hôm nay Lan xin đến muộn ạ. Hay là bỏ giày ra vào đấy mới đi nhỉ? Mưa gió hỏng hết cả kiểu tóc. Mà không hiểu nổi bà nhỉ. Không hiểu gì cơ. Thì ông Quân chứ ai nữa, không lo về đón vợ đến, lại chỉ quan tâm đến cô Lan à. Em mang tài liệu đến cho anh rồi đây ạ. Em vào trước đi, kẻo ướt hết người bây giờ. Sếp lại đi đón thư ký tình cảm thế kia. Hai người này không có gì á thì tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất. Mưa gió làm hỏng hết tóc của em rồi đây này. Có sao đâu, em lúc nào chả đẹp. Với anh, phụ nữ đẹp là vừa cá tính, vừa thời trang, năng động. Chị có sao không vậy? Chị có phải chị Vi, vợ của anh Quân không ạ? Tôi không sao, nhưng điện thoại bị hư rồi. Hay cô làm ơn báo cho anh Quân tôi bị mưa ướt, không đến được nhé. Chị Vi không sao thật chứ? Chuyện vừa rồi, dù sao chị cũng thấy hết rồi. Cũng là phụ nữ với nhau nên chúng em mạo muội chia sẻ. Chị nên dè chừng với cô ta chị ạ. Cảm ơn hai cô. Em cũng nên thay đổi ngoại hình của mình đi. Anh Quân là giám đốc tài năng, lại phong độ như thế. Với anh, phụ nữ đẹp luôn là thời trang, năng động. Vậy là anh ấy muốn mình mặc những chiếc váy kiểu cách đắt đỏ này. Spa Thanh Ngọc hân hạnh được phục vụ quý khách với các dịch vụ tắm trắng, massage da mặt. Xin lỗi, tôi nhầm máy. Đúng là mình lỗi thời quá rồi nhỉ. Mình không nghĩ việc mình chăm lo cho gian bếp, làm hậu phương cho chồng lại là sai lầm. Còn nếu anh ấy đã thay lòng
thì mình giữ cũng không được. Nhân nem, củ hành đấy, cà rốt, nấm mộc, miếng nữa. Ấy thế mà mỗi người trộn tráo mỗi cách, mỗi người lại có một vị nhân đặc biệt. Chào mọi người, mình là Hồng Vi. Hôm nay mưa rào mùa hạ lớn quá. Sáng nay Vi ướt hết, nhưng không sao, mình sẽ cùng nấu nướng nhé. Vi sẽ chia sẻ công thức làm món nem rán của mình. Ngày xưa mẹ dạy Vi, món nem chính là gia đình. Mọi người đều phải chung tay lấy làm một, làm cho nhuyễn, gói cho kỹ, cho dù bao nhiêu dầu sôi lửa bỏng sẽ không bị vỡ. Chồng và con gái Vi thích nhất là món nem này. Vi không hề hối hận khi dành tất cả thời gian cho gia đình, cho tổ ấm nhỏ của mình. Chị ấy nói hay và xúc động quá. Món nem trông bắt mắt thật đấy. Chị Vi này mạnh mẽ thật, không ngờ phía trong vẻ hiền lành lại là người phụ nữ kiên cường như vậy. Mình chia sẻ video này thêm lên mấy trang Facebook lớn đi. Từ ngày mưa buồn hôm ấy, ít lâu sau, Vi đã có kênh mạng xã hội hàng triệu người đăng ký, đăng tải các video nấu ăn của mình. Cô ngày càng tươi tắn hơn. Đúng là người phụ nữ lý tưởng đây. Mình mua thứ gì về nhà ăn em nha? Được đấy, đi mua sắm cả buổi, em mỏi nhừ chân rồi đây nè. Hôm nay mưa rào mùa hạ lớn quá, sáng Vi cũng ướt hết. Chị này có kênh mạng xã hội chia sẻ bí quyết nấu ăn cả triệu lượt đăng ký. Mọi người đều khen chị ấy là người vợ lý tưởng đó anh. Nhưng qua những tâm sự buồn của chị ấy, nghe vẻ gia đình đang không được ổn. Video đầu tiên đăng tải vào ngày 15 tháng 2, ngày tiệc chiêu đãi công ty. Cô ấy bị ướt hết, lẽ nào Vi đã đến công ty hôm đó? Vi sẽ không bao giờ để nhân nem bị vỡ ra đâu. Dù có chuyện gì đi nữa, Vi tin mình có thể bảo vệ nó, cũng như bảo vệ gia đình của mình. Xin lỗi em, anh phải về nhà đi. Người phụ nữ trong video ấy là vợ của anh. Vi à, anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh ích kỷ và vô tâm với em quá. Anh không cần nói gì đâu, mưa đã tạnh rồi mà. Mưa mùa hạ qua nhanh lắm, ngày mai nắng lại lên thôi. Tình yêu và thử thách. Lan nè, quà anh tặng sinh nhật em đấy, hy vọng em sẽ thích. Ôi, đẹp quá. Mà anh lạ thật đấy, cần gì phải bày vẽ đâu. Chỉ cần anh đưa em đi dạo vòng quanh bờ hồ, cần gì phải quà cáp chi cho tốn kém. Anh không muốn em tủi thân, anh không giàu có gì để mua cho em những món quà đắt tiền, chỉ có chiếc vòng đơn giản này thôi. Ôi, đẹp quá, em thích lắm anh ơi. Anh này, có khi nào anh tính tới chuyện mình sẽ kết hôn chưa? Có chứ, nhưng anh chỉ sợ anh nghèo khó, không lo nổi cho em được cuộc sống sung sướng mà thôi. Ngốc ơi, chỉ cần mình yêu nhau, tin tưởng nhau, không phản bội hay giấu giếm nhau điều gì, thì sướng khổ đâu có quan trọng gì anh. Ai gọi thế anh? Sao anh không nghe máy đi? Alo, mẹ à? Mẹ nói sao? Có chuyện gì hả anh? Lan, anh có chuyện phải đi gấp, anh sẽ nói cho em nghe sau. Anh không đưa em về được, em... Không sao đâu, em tự về được mà. Anh đi cẩn thận nha. Anh sẽ gọi điện cho em sao? Không biết đã xảy ra chuyện gì mà anh ấy vội vàng thế chứ. Cũng may lúc bố con ngất liệm đi, mẹ đứng ngay cạnh. Nếu không thì... Dạo này trông bố con gầy đi nhiều quá. Cũng bởi ông ấy suy nghĩ nhiều cho công việc kinh doanh mà. Một mình quản lý cả tập đoàn hàng nghìn nhân viên, bao nhiêu việc phải lo lắng quán xuyến nữa mà. Hùng về rồi hả con? Bố tỉnh rồi à? Bố thấy trong người thế nào rồi? Hay để con gọi xe đưa bố vào viện kiểm tra tổng quát bố nha. Không, bố không sao. Bố khỏe rồi, chỉ cần nằm nghỉ một chút lại hồi sức ngay thôi mà. Không được, bố phải lo sức khỏe của mình. Nhỡ bố có mệnh hệ gì, mẹ con biết sống sao đây? Nếu lo cho bố như vậy thì con nhanh về quản lý công ty cho bố đi. Việc này không phải bố đã đồng ý với con rồi sao? Bố con nói đúng đấy. Con xem đi, sức khỏe của bố con càng ngày càng yếu rồi. Con không về quản lý công ty thay cho ông ấy thì còn định lông bông đến bao giờ nữa? Nhà cửa đàng hoàng không chịu ở, đòi đi ra thuê nhà, rồi làm việc lương ba cọc ba đồng,
ăn mặc thì xoàng xỉnh, tiều tụy. Con nhìn con kìa, mẹ thật không hiểu nổi con nữa. Nhưng con mới ra trường, vẫn còn trẻ, con muốn ra ngoài thử sức mình chứ không muốn ỷ lại vào bố mẹ. Mẹ không nghe người ta nói trường học không bằng trường đời hay sao? Bố hiểu con muốn tự lập, không muốn mang tiếng là con của gia đình tài phiệt. Nhưng mà con ơi, dạo này bố thấy sức khỏe của mình yếu hơn trước rất nhiều, e là khó có thể lãnh đạo công ty được như trước. Đã đến lúc con phải về rồi. Công ty này là bao tâm sức của bố, chẳng lẽ con đang tâm nhìn thấy nó có ngày bị sụp đổ sao? Thôi, bố đừng nói nữa. Sức khỏe của bố đang rất yếu, con cũng không thể ích kỷ chỉ suy nghĩ cho mình mãi được. Con sẽ về giúp bố quản lý công ty. Con suy nghĩ như vậy là phải lắm. Về làm một thời gian, rồi nghĩ tới chuyện lấy vợ đi con. Giờ không biết phải mở lời với Lan thế nào, khi mình đã nói dối cô ấy về hoàn cảnh gia đình của mình đây. Từ trước tới nay, mình luôn trong tình trạng một người không có tiền, lương ba cọc ba đồng. Liệu sau khi biết mình là con của một gia đình tài phiệt, cô ấy có suy nghĩ lợi dụng mình như những cô gái đã từng đến với mình trước đây không? Anh chịu khó một thời gian để em bòn rút hết tài sản của công tử nhà giàu tài phiệt đó, rồi sau đó chúng mình sẽ hưởng phúc nha. Trời ơi! Không, Lan là cô gái tốt, cô ấy không giống với mấy người đó đâu. Nhưng làm sao mình có thể chắc chắn được điều ấy khi cô ấy biết thật sự về thân thế của mình? Cậu Hùng có nhà không? Dạ, cháu có nhà. Ôi, Lan, em mới đến chơi đấy à? Mời bác và em vào trong này. Cháu chào bác ạ. Ừ, bác đến thu tiền phòng tháng này. Dạ, của cháu hết bao nhiêu ạ? Tháng này hết 3.298.000. Thôi chết, cháu quên mất là tháng này cháu chưa lĩnh lương. Bác để thư thả cho cháu vài ngày nữa được không ạ? Gớm, suốt ngày cái câu quen thuộc quá. Thư với chả thả. Cậu liệu mà thanh toán tiền nhà cho tôi đi nghe chưa? Tháng nào cũng chậm đến cả nửa tháng. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Em nhớ hôm trước anh mới lĩnh lương mà. Tại tháng này công ty làm ăn khó khăn, lương bị giảm đi nhiều quá. Vừa nhận lương xong, trả nợ cũng hết rồi em ạ. Không sao đâu, để mà anh ra ngoài kiếm thêm vài cuốc xe ôm ngoài giờ làm. Hôm nay em ở lại, anh đi chợ mua đồ nấu cơm ăn nha. Thôi, lát em phải đi có việc rồi. Em đến trả tập tài liệu hôm trước anh để quên ở quán cà phê nè. Có khi nhìn thấy tình cảnh khốn khó của mình thế này, cô ấy sẽ suy nghĩ lại việc kết hôn với mình cũng nên. Tiền, sao lại có tiền ở trên bàn này chứ? Hay là... Lan à, có phải em để quên tiền trên bàn anh không? Dạ, sáng nay em mới lĩnh lương xong. Anh cầm số tiền đó mà đóng tiền trọ cho bác chủ nhà đi. Em sợ đưa trước mặt anh lại ngại không cầm nữa. Coi như em cho anh nợ, sau này em đòi cả lãi lẫn lời luôn. Mình phải sang nhà cảm ơn bác chủ nhà đã giúp mình có một phép thử tuyệt vời. Sao hôm nay anh lại dẫn em tới đây ăn? Đây là nhà của ai vậy? Trông cứ giống như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Em cho anh nghỉ chút đã chứ, làm gì mà hỏi nhiều thế. Lan, đã đến lúc anh nói cho em biết sự thật rồi. Thật ra thì ngôi nhà này là của anh. Anh là con một gia đình tài phiệt, nhưng vì muốn ra ngoài tích lũy thêm kinh nghiệm và muốn độc lập, nên anh mới tới công ty mình làm nhân viên văn phòng và được gặp em. Chuyện này... Anh xin lỗi đã giấu giếm em mọi chuyện, nhưng anh sợ em sẽ giống các cô gái khác, chỉ chú ý tới hoàn cảnh gia đình anh. Hôm bác chủ nhà đến thu tiền cũng là do anh nhờ đến để thử lòng em. Và đúng thật, em là một cô gái tốt, thật lòng với anh. Anh... Em bất ngờ lắm phải không? Em hãy đồng ý làm vợ anh nha. Anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian qua em đã vất vả vì anh. Anh làm em thất vọng lắm. Anh nghĩ rằng em sẽ vui lắm khi biết anh là thiếu gia nhà giàu có sao? Lan, em chạy đi đâu vậy? Lan. Lan à, mở cửa cho anh đi. Em sao vậy? Lan, mở cửa cho anh. Sao em lại khóc? Em làm sao vậy? Anh làm em buồn ư? Anh về đi. Tạm thời em không muốn gặp anh đâu. Em nói gì vậy? Trước đây
Dù anh có nghèo khó, nhưng em đã yêu anh và từng nghĩ tới chuyện kết hôn với anh. Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy mà anh vẫn giấu em về thân phận thật sự của anh. Điều đó chứng tỏ anh không hề tin em. Em xin lỗi, em không muốn chơi trò may rủi ấy trong cuộc hôn nhân của mình đâu. Anh về đi. Lan à, anh thật sự không muốn giấu em đâu. Nhưng trước đây các cô gái đến bên anh cũng chỉ vì gia sản nhà anh. Anh biết em không như vậy, nhưng mà anh đã sai khi muốn thử lòng em. Anh xin lỗi. Thôi, hôm nay em cứ nghỉ đi. Ngày mai, ngày kia, khi em bình tĩnh hơn, anh sẽ đến xin lỗi em. Chỉ cần em tha thứ, anh thề sẽ không bao giờ giấu em điều gì hết. Xin em hãy tin anh nha. Tình yêu không có chỗ cho phép thử. Hay có lẽ mình đã sai khi nghi ngờ cô ấy, nghi ngờ tình yêu của cô ấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.